chào các khán giả của Đẹp 24/7. Thưa quý vị và các bạn, là phụ nữ thì ai cũng mong muốn có được cho mình một làn da trẻ trung, rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Thế nhưng thời gian lại là hung thủ để mang đi nét thanh xuân trên gương mặt người phụ nữ và để lại đó những vết nhăn vô cùng thiểu não. Vậy làm thế nào để khắc phục tình trạng này? Thì ngày hôm nay hãy cùng Đẹp 24/7 gặp gỡ chuyên gia của chương trình. Xin chào chị Kiều Anh. Xin chào Mai Anh và khán giả. Chị Kiều Anh thân mến, phụ nữ thì quả thực ai cũng sợ những nếp nhăn bởi vì đây chính là hung thủ để tố cáo tội ác của người phụ nữ và đặc biệt còn khiến cho phụ nữ trông già hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình. Vậy không biết nguyên nhân của nếp nhăn là do đâu ạ? Nếp nhăn thì xuất hiện từ rất nhiều nguyên nhân, do cấu trúc cơ địa da của mỗi người hay là do sự suy giảm nội tiết tố cũng làm mất đi tính săn chắc của da, hoặc có thể do yếu tố thời tiết môi trường cũng có thể làm mất đi tính đàn hồi của da. Các chị em bước qua tuổi 30 bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa, đặc biệt vùng mắt khi mà mình không kịp thời chăm sóc đúng cách. Bên cạnh đó, chế độ sinh hoạt, ngủ nghỉ không đúng cách cũng có thể làm xuất hiện những cái nếp nhăn, làm mất đi cái tính thẩm mỹ và già trước tuổi. Vậy chúng ta có những phương pháp như thế nào để khắc phục tình trạng này không ạ? Hiện nay có rất nhiều phương pháp để cải thiện tình trạng nếp nhăn trên da, như tiêm filler làm đầy, mình sử dụng các loại mỹ phẩm và các công nghệ hiện đại như Therma, Hifu, Trung Hu. Kết hợp với các công nghệ và sản phẩm thì các chị em nên thực hiện chế độ ăn uống, ngủ nghỉ đúng cách cũng có thể làm cải thiện những cái vùng nếp nhăn trên da mặt. Vừa rồi thì tôi có nghe chị có nhắc tới một phương pháp là Therma. Thì đây cũng là một phương pháp quen thuộc được nhiều thẩm mỹ viện áp dụng. Còn phương pháp Trung Gu thì nghe có vẻ lạ hơn. Vậy phương pháp này không biết hoạt động như thế nào ạ? Phương pháp Trung Gu đó là một công nghệ mình hoạt động trên nguyên lý nhiệt năng. Nó sẽ làm sản sinh các sợi collagen và các làm đầy các mô dưới da. Friday. Quy trình cải thiện nếp nhăn vùng mắt. Bước 1. Làm sạch mặt bằng sữa rửa mặt. Tẩy da chết và xông hơi. Bước 3, làm sạch chuyên sâu vùng da mặt. Cải thiện vết nhăn vùng mắt. Bước 6, đắp mặt nạ. Cân bằng độ pH cho da. Bước 8, thoa kem dưỡng giúp bảo vệ da. Friday. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng với những chia sẻ của chuyên gia đến từ Đẹp 24/7 thì mỗi chúng ta có thể tìm kiếm cho mình những bí kíp để khắc phục tình trạng vết nhăn trên da và hãy lưu ý là có một chế độ ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý để luôn tự tin với làn da của mình. Thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã hết rồi. Chúc quý vị luôn đẹp 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần. Đừng quên ghé thăm chúng tôi tại fanpage Đẹp 24/7 để đón nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.